Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 2 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Đoàn cán bộ cấp cao quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến thăm chúc Tết tặng quà tại các địa phương trong tỉnh. Ghi nhận rộn ràng ngày hội báo xuân Ất Mùi 2015. Phóng sự, ngành giao thông vận tải nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Tin trong nước, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ họp mặt nhà báo, văn nghệ sĩ và nhà khoa học nhân dịp mừng Đảng mừng xuân Ất Mùi 2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đoàn cán bộ cấp cao quân đội Hoàng gia Campuchia do Trung tướng Chum Sirat, Phó Tư lệnh quân khu 3 cùng với Bộ Chỉ huy tiểu khu tỉnh Kampongspor đã đến thăm chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long. Thay mặt đoàn, Trung tướng Chum Sirat đã chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đối với nhân dân và lực lượng vũ trang quân khu 3 tỉnh Kampongspor trong thời gian qua. Đồng thời, ông cũng khẳng định mối quan hệ bền chặt hữu nghị giữa lực lượng vũ trang hai tỉnh và mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ chia sẻ nhiều hơn nữa của tỉnh Vĩnh Long thời gian tới. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 của dân tộc Việt Nam, đoàn cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia đã gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long và gia đình hưởng một mùa xuân mới thật vui tươi, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tỉnh Vĩnh Long và nhà máy X-55 Hải quân tăng cường công tác phối hợp theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đó là phương châm cần thực hiện trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo Việt Nam giữa các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh Vĩnh Long và đảng ủy nhà máy X-55 Hải quân trong năm 2015, được đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2015 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long và nhà máy X-55 Hải quân vừa diễn ra chiều nay. Theo đó, trong năm 2015, Ban Tuyên giáo Tuyên quân, các huyện, thị, thành, đảng ủy và các ngành đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh Vĩnh Long, cũng như các đơn vị chuyên môn của nhà máy X-55 cần chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, ngành, có những hình thức, phương pháp, phối hợp tốt hơn, hiệu quả, cụ thể, thiết thực hơn trong công tác tuyên truyền biển đảo, tập trung vào việc tham mưu tổng kết 5 năm thực hiện công tác phối hợp 2010-2015 và đề ra phương hướng hoạt động 2015-2020 phù hợp với điều kiện tình hình thực tế và gắn kết với sơ kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Hội nghị Trung ương Đảng khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo Việt Nam, chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo Việt Nam ký kết ngày 27 tháng 6 năm 2007 giữa tỉnh ủy Vĩnh Long và Bộ Tư lệnh Hải quân. Lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2015, đồng thời báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của nhà máy X-55 Hải quân và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2014. Sáng nay, nhiều cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đến chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương. Chiều nay, ông Trần Văn Rón, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn cán bộ của tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tam Bình. Tặng mỗi gia đình một phần quà Tết, thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Văn Rón chúc các gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiếp tục phát huy truyền thống, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Các gia đình được đoàn đến thăm bày tỏ niềm vui, tự hào vì sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong dịp đầu năm mới. Cũng trong chiều nay, ông Trần Văn Rón, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh còn đến thăm hỏi động viên và chúc mừng năm mới đến đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Mỹ Lộc, xã Phú Lộc và ban quản lý khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang tại ấp 4, xã Phú Lộc. Đoàn cán bộ tỉnh ủy do Thiếu tướng Lê Văn Út, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, sáng nay đến chúc Tết tặng quà cho 14 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bình Tân. Tại mỗi nơi đến, đoàn thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới tới các mẹ, các thành viên trong gia đình, đồng thời động viên mỗi gia đình cùng nhau tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, tham gia cùng địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Dịp này, đoàn gửi tặng mỗi gia đình phần quà của tỉnh ủy trị giá 500.000 đồng. Đoàn cán bộ huyện ủy Long Hồ sáng nay đã đến thăm chúc Tết các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Đoàn đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương,
chia sẻ những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải và bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến thăm và tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Mỗi hộ được nhận một phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm và bánh kẹo do Hội đồng Nhân dân tỉnh vận động Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Cấp nước và Công ty Xăng dầu Vĩnh Long tài trợ. Đây là sự động viên các hộ được nhận quà cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo. Chúc các hộ gia đình một mùa xuân vui tươi, ấm áp và hạnh phúc. Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long đã đến tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Tổng giá trị quà tặng của đài cho các hộ nghèo, cận nghèo trên 100 triệu đồng nhằm góp thêm điều kiện cho bà con vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài ra, đài còn tặng 25 phần quà cho các gia đình chính sách trong xã, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Riêng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long tặng 70 phần quà trị giá 21 triệu đồng cho hộ cận nghèo tại địa phương. Đây là nguồn động viên để các hộ còn hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày giáp Tết, sáng nay hội báo xuân với chủ đề Mừng Đảng Mừng Xuân Ất Mùi 2015 đã được khai mạc. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, ngành văn hóa thể thao và du lịch, các đơn vị sở ngành liên quan và đông đảo bạn đọc đến dự. Hội báo xuân năm nay có trên 200 loại báo tạp chí xuân và trên 500 bản sách với chủ đề Mừng Đảng Mừng Xuân Ất Mùi 2015 với nội dung phong phú viết về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa phong tục tập quán ngày Tết và những thành tựu phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2014. Cũng trong khuôn khổ hội báo xuân còn có triển lãm ảnh chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành, triển lãm trên 100 tư liệu hiện vật hình ảnh về nông cụ tỉnh Vĩnh Long và 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh trong năm 2014. Năm nay cái khai mạc hội báo xuân được đại biểu đi dự đông, rồi các cái tính chất quy mô của cái báo, sách báo thì thu thập được cái báo chí của cả nước hội tụ về các tờ báo năm nay có các hình thức trình bày đẹp, cái nội dung rất là phong phú. Thấy cái hội báo xuân của tỉnh năm nay của mình là rất là bước đầu rất là thành công, hy vọng sẽ phục vụ cho cái đồng bào bà con vui xuân đón Tết. Tôi rất là vui khi mà được dự cái hội báo xuân ngày hôm nay. Thì nhân dịp này mà thư viện tỉnh có thể quảng bá hơn về hình ảnh báo tạp chí hay là những cái tư liệu quý để cho mọi người có thể nâng cao cái văn hóa đọc, đặc biệt cũng nhân cái ngày kỷ niệm 3 tháng 2 thì cũng có những một số tài liệu về kỷ niệm ngày truyền thống của đất nước thì cũng rất là hay. Thế nên là tôi hy vọng là những cái ngày lễ hội về báo xuân như thế này để được phát triển nhiều hơn nữa. So với những năm trước thì tôi thấy là báo năm nay nó có nhiều cái nội dung sâu sắc hơn và phản ánh đầy đủ hơn tất cả các mặt đời sống của xã hội. Năm qua, báo chí nói chung và báo chí Vĩnh Long nói riêng đã góp phần rất lớn vào tiến trình phát triển chung của xã hội, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, định hướng dư luận, phản ánh nguyện vọng của người dân. Tiếp xúc và gần gũi với cơ quan báo chí và các hoạt động báo chí cũng như các phóng viên, các nhà báo, tôi rất là vui mừng và rất hãnh diện về sự phát triển không ngừng của báo chí Vĩnh Long, liên tục lớn nhanh về số lượng cũng như chất lượng. Các hoạt động báo chí cũng đã thể hiện các lĩnh vực văn hóa, đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội, trình độ của phóng viên càng lúc càng cao hơn. Và cái tâm, cái đức của người làm báo, định hướng về cái dư luận, thể hiện cái chủ trương đường lối, phản ánh những thực tế, thực tiễn, khách quan sinh động, đưa tới tầm nhìn và đưa cái nhận thức của người dân vào cái chân thiện mỹ. Nhân dịp năm mới, năm Ất Mùi, xin chúc mừng cơ quan báo chí, các phóng viên, các nhà báo một năm là thật hạnh phúc, nhiều thành công và lúc nào cũng phấn khởi, vui tươi với cái ngòi bút thật sắc bén của mình tham gia trong hoạt động chính trị, văn hóa xã hội gắn liền đời sống với nhân dân. Hội báo xuân 2015 sẽ diễn ra đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2015, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi.
hôm nay các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Bình Tân và thị xã Bình Minh đã đồng loạt tổ chức trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2015. Để theo dõi kiểm tra công tác tổ chức tại các địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tổ chức các đoàn đến từng địa phương nắm tình hình. Theo chỉ tiêu được giao đợt 1 năm 2015, tỉnh Vĩnh Long sẽ tuyển 600 thanh niên nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã phân bổ cho 4 huyện thị xã gồm Tam Bình 188 thanh niên, Vũng Liêm 195 thanh niên, Bình Tân 112 thanh niên và thị xã Bình Minh 105 thanh niên. Qua kiểm tra, nhìn chung các địa phương đã thực hiện đúng theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ số lượng, đủ chất lượng tuyển chọn theo đúng quy định. Các địa phương cũng đã thực hiện tốt phương châm tuyển người nào chắc người đó, phát lệnh một công dân tuyển một tân binh, chú trọng tuyển chọn những đảng viên trẻ còn trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự có thời gian kết nạp từ 6 tháng trở lên. Trong tổng số 600 thanh niên được nhận lệnh báo lệnh gọi nhập ngũ, có 3% là đảng viên, còn lại đều là đoàn viên. Thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 12,8%. Việc giao nhận quân đợt 1 năm 2015 của Vĩnh Long sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 3 năm 2015 cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, do ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài nên nhu cầu đi lại thăm viếng, vui chơi giải trí của người dân tăng cao. Ngành giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Dự đoán nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết năm nay tăng cao, nên nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng phục vụ người dân. Doanh nghiệp tư nhân Kim Mã đã là chuẩn bị phương án và kiểm tra về kỹ thuật an toàn, là đảm bảo tăng cường một số xe mới để mà phục vụ trong dịp Tết đến. Về giá thì cũng như hàng năm, chúng tôi sẽ cân nhắc cái việc là tăng giá về cước để bù cái chiều rỗng lên trong những ngày Tết thì sẽ theo quy định của nhà nước. Giá xăng dầu trong nước giảm thì doanh nghiệp đã giảm 3 lần, từ 110.000 bây giờ còn lại 102. Và nếu mà giá xăng dầu tiếp tục biến động thì chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh để cho nó phù hợp với cái giá xăng dầu của trong nước. Ngành giao thông vận tải tỉnh cũng đã triển khai các phương án điều tiết giao thông, ứng cứu giao thông khi có sự cố, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình giao thông, tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện bỏ bến chạy hợp đồng, kiên quyết xử lý việc tăng giá vé không đúng quy định. Cái thứ nhất là đảm bảo là không để là coi như những hố rồi tạo ra cái mà nguy hiểm, hoặc là khi đã làm lên lớp đá rồi đó thì phải xử lý cái bụi, thì cho tưới nước hoặc là tưới nhựa một lớp để tạo cái mỹ quan môi trường cho cái ngày Tết cũng như là bà con ta đi lại dễ dàng. Đồng thời là trong cái dịp Tết thì chúng tôi cũng có là luân phiên là kiểm tra và trực, tất cả các cái đơn vị đều phải là trực để mà xử lý khi có tình huống xấu xảy ra để đảm bảo giao thông trong dịp Tết. Các doanh nghiệp đều phải có cái xe trực 10% để khi là có cái tình huống, một là xe quá khổ quá tải, cái thứ hai là xe chở quá số người là phải là coi như dừng lại thì chúng tôi có xe để mà chuyển hành khách tiếp. Còn riêng cái kiểm soát giá thì coi như hiện nay chúng tôi đã thực hiện giai đoạn 1 thì có 70% cái doanh nghiệp đã có giảm giá từ 2-5%. Chúng tôi tăng cường tức là chỉ đạo cho tất cả các tập trung các đội ở địa bàn tăng cường kiểm tra ngay chỗ những cái bến xe rồi những cái dịch vụ hỗ trợ vận tải đầu xe của tức là các chủ doanh nghiệp đăng ký tuyến cố định, tức là về chất lượng, về là giá cước. Thứ hai nữa thì chúng tôi là kiểm tra cái giám sát hành trình để theo dõi từ ngày cái phương tiện, nếu vi phạm đó thì chúng tôi là như là đón trả khách không đúng nơi quy định hoặc là bỏ tài chuyến, tức là chạy là sai là tiến theo cái tuyến cố định đã lưu thì chúng tôi sẽ cương quyết là xử lý. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long đã cho công bố số điện thoại đường dây nóng của lực lượng thanh tra giao thông, số máy 0989 69 2636 và 0947 48 88 39 để người dân trực tiếp phản ánh những trường hợp doanh nghiệp tăng giá cước bất thường, đơn vị vận tải đưa đón trả khách không đúng nơi quy định hoặc phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại các bến xe trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp lãnh đạo ngành giao thông vận tải kịp thời nắm bắt thông tin, có hướng giải quyết đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn, nhanh chóng, thuận tiện
trong những ngày vui xuân đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn với thành thị. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt tiêu chí hộ nghèo, qua đó góp phần giúp nhiều hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Tết năm nay, gia đình anh Võ Tuấn Anh ở ấp An Lương B, xã Long An, huyện Long Hồ rất phấn khởi vì thoát được cảnh nghèo. Có được kết quả trên là nhờ anh được Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ vốn cho gia chăn nuôi và trồng hoa kiểng. Ngoài ra, anh còn làm thêm nghề thợ hồ nên thu nhập của gia đình được cải thiện và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Tết năm nay thì gia đình rất là vui, là được xã vận động cắt được cái nhà mái ấm đồng đội, rồi gia đình thoát nghèo. Kế hoạch năm mới thì cũng gia vốn để chăn nuôi bò, trồng hoa kiểng và cũng tiếp tục đi làm hồ cho gia đình thêm thu nhập và khá giả hơn. Không riêng gì gia đình anh Võ Tuấn Anh mà gần đây trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng có rất nhiều hộ nghèo vươn lên nhờ sự quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm của chính quyền địa phương và nguồn vốn hỗ trợ cho vay tín chấp của Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua các tổ chức đoàn thể. Nhà tôi nghèo, không có ruộng nương gì hết á. Sống bà làm nghề cây giống không à. Như hầu phụ nữ cho tôi vay vốn, tôi chăn nuôi được bò. Tôi thoát nghèo được 2 năm rồi. Tới đây tôi mở rộng đàn bò ra để thu nhập cho nó khá lên. Theo Sở Lao động và Thương binh Xã hội Vĩnh Long, năm 2014, thông qua việc hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi và đào tạo nghề giải quyết việc làm, tỉnh đã giúp cho hơn 3.700 hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,54%, giảm 1,36% so với cuối năm 2013. Qua đó góp phần giúp cho 7 xã đạt tiêu chí hộ nghèo, nâng tổng số xã vùng nông thôn đạt tiêu chí hộ nghèo lên 84 trên 89 xã. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cái tổ chức thành viên, mà đặc biệt là các cái đoàn thể chính trị xã hội, để đi sâu là tuyên truyền vận động theo từng giới của mình, để bà con chúng ta đó là một cái tinh thần tự lực vươn lên trong cái cuộc sống của mình. Đặc biệt đó thì quỹ vì nghèo sẽ có cái sự hỗ trợ bằng cách là qua cái đầu tư dự án và ủy thác cho cái ngân hàng chính sách để đầu tư các cái chương trình dự án của địa bàn, để nhằm làm sao đó là bà con nhân dân chúng ta có một cái điều kiện sản xuất phát triển, đó là kinh doanh, để có một cái cuộc sống vươn lên, nhất là tăng cái thu nhập để đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội hiện nay, để mọi người đó là có cái công ăn việc làm ổn định, để là hộ nghèo chúng ta đó giảm nghèo bền vững trên địa bàn của tỉnh ta trong thời gian tới. Với những giải pháp tuyên truyền và quan tâm triển khai các dự án dạy nghề và hỗ trợ vốn nêu trên, tỉnh Vĩnh Long sẽ giúp các hộ nghèo từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi, giúp địa phương thực hiện tốt và giữ vững tiêu chí hộ nghèo trong thời gian tới. Nhân dịp mừng Đảng mừng xuân Ất Mùi 2015, chiều nay, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì buổi họp mặt thân mật với đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, nhà khoa học và văn nghệ sĩ khu vực Tây Nam Bộ. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phong Quang đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực Tây Nam Bộ trong năm 2014. Năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các tỉnh thành trong khu vực đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đáng kể là kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội trong vùng được Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. An ninh quốc phòng trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Ông khẳng định đạt được thành tựu đó cũng có nhiều đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí, văn nghệ sĩ và nhà khoa học trong vùng. Thay mặt Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Phong Quang gửi lời chúc năm mới thắng lợi mới đến các cơ quan báo chí, nhà khoa học và văn nghệ sĩ khu vực Tây Nam Bộ. Đồng thời, ông mong muốn thời gian tới, đội ngũ này sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến vì sự phát triển của toàn khu vực. Nhân dịp Tết cổ truyền Ất Mùi 2015, sáng nay, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
đã đến thăm chúc Tết Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chức sắc lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội tại Chùa Viên Minh ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ cùng toàn thể Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật tử cả nước một năm mới tốt đẹp. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kính mong Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục chỉ dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, tạo lên một mùa xuân mới 2015 tốt đẹp hơn nữa để cùng cả nước tiến tới 5 năm nhiệm kỳ mới 2016-2020, đưa nước ta vào giai đoạn quan trọng, một nước công nghiệp, một nước phát triển, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh và hạnh phúc. Tại buổi tiếp đón, trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm chúc Tết và kính chúc toàn thể Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng. Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng nay các tỉnh Cà Mau và Bình Phước đã khai mạc hội báo xuân Ất Mùi 2015. Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới là chủ đề của hội báo xuân Ất Mùi do tỉnh Cà Mau tổ chức vừa khai mạc vào tối qua. Hội báo xuân Ất Mùi tỉnh Cà Mau trưng bày 54 ấn phẩm báo tạp chí số xuân của các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương và 22 tờ báo tường, học đường của các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Các ấn phẩm đã thể hiện nhiều nội dung phong phú, sinh động trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, các thành tựu nổi bật của ngành và các địa phương. Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đã trao giải thưởng cho các tác giả tác phẩm đạt giải báo xuân, giải báo chí người tốt, việc tốt và báo tường học đường. Tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Hội báo xuân tỉnh Bình Phước Ất Mùi 2015 đã chính thức khai mạc. Hội báo xuân Bình Phước Ất Mùi 2015 có 23 tờ báo ngành, 63 báo tỉnh, thành phố được trưng bày. Hội báo xuân là một trong những điểm vui chơi giải trí cho nhân dân trong dịp xuân về, phục vụ nhu cầu thông tin về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và cả nước trong năm 2015. Tôn vinh thành quả lao động của lực lượng phóng viên báo chí địa phương và cả nước sau một năm hoạt động. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Venezuela phá vỡ một âm mưu đảo chính, trong đó có kế hoạch ám sát Tổng thống Nicolas Maduro. Thái Lan tổ chức cuộc thi các đôi tình nhân khiêu vũ lâu nhất thế giới. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đêm qua cho biết, nhà chức trách nước này vừa phá vỡ một âm mưu đảo chính, trong đó có kế hoạch ám sát ông. Tổng thống Maduro cũng cáo buộc âm mưu trên do phe đối lập đứng sau và có sự hậu thuẫn của Mỹ. Trong một bài phát biểu, Tổng thống Maduro cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 5 sĩ quan không quân âm mưu sử dụng một chiếc máy bay quân sự để đánh bom dinh Tổng thống. Cũng theo ông Maduro, các thế lực chống đối đã kích động biểu tình hòng lật đổ chính quyền Caracas. Tổng thống Maduro đưa ra thông tin trên nhân ngày sinh viên Venezuela 12 tháng 2 và cũng là dịp kỷ niệm một năm ngày nổ ra các cuộc biểu tình bạo động hồi năm ngoái, khiến 43 người thiệt mạng. Cùng ngày, biểu tình chống chính phủ đã tái diễn ở thủ đô Caracas. Cảnh sát đã buộc phải dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích. Rạng sáng nay, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU cảnh báo sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga nếu thỏa thuận ngừng bắn mới ở miền đông Ukraine bị vi phạm. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhấn mạnh các nhà lãnh đạo EU đã tập trung thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại cuộc gặp giữa lãnh đạo 4 nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức ở Minsk, Belarus, chứ không xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga. Tuy nhiên, ông Donald Tusk cho biết, nếu thỏa thuận Minsk bị phá vỡ, EU sẵn sàng thực thi các biện pháp cần thiết. Trước đây, EU đã nhiều lần cáo buộc Nga có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong khi Moscow luôn bác bỏ. Hội nghị thượng đỉnh vừa qua của EU diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo 4 nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine nhóm họp tại Minsk nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt 10 tháng qua giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đầu độc lập. Hôm qua, sau gần 16 giờ đàm phán căng thẳng, các bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2, rút vũ khí hạng nặng và trả tự do cho tất cả tù binh. Tất cả các bên tham gia đàm phán cũng như EU đều quan ngân thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được, coi đây là tia hy vọng sáng sủa cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, các bên cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc triển khai thỏa thuận trên thực tế.
Hãng tin Reuters hôm nay cho biết, tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS vừa mới thành lập tại Iraq một ngân hàng. Giới chuyên gia cho rằng, động thái này cho thấy IS đang tấn công sang lĩnh vực tài chính và kinh tế của thế giới. Theo Reuters, ngân hàng của IS được đặt tại thành phố Mosul, nơi bị lực lượng phiến quân này chiếm giữ từ giữa năm rồi. Ngân hàng này cũng cung cấp các dịch vụ tương tự như những ngân hàng bình thường, như huy động tiền gửi tiết kiệm, chuyển khoản, đổ tiền. Tháng 11 vừa qua, IS đã phát hành đồng tiền riêng nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào các hệ thống tài chính của Iraq và Syria. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống tài chính riêng, đồng tiền này đã không thể lưu thông trên thị trường. Theo các chuyên gia kinh tế, với việc thành lập ngân hàng, IS có thể tiến đến mục tiêu gây dựng hệ thống tài chính riêng. Dù vậy, họ cho rằng ngân hàng của IS sẽ không thể hoạt động như các cơ quan tài chính khác vì nó không có sự tín nhiệm, cũng như sẽ không được các nước sở tại công nhận, một chuyên gia nhận định. Ngân hàng này hoàn toàn không hợp pháp. Đây là một phần của cuộc chiến tranh mà IS dùng để chống lại nền kinh tế và người dân Iraq. Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rạng sáng nay đã nhất trí thông qua nghị quyết cấm các hoạt động mua bán dầu mỏ, cổ vật và trả tiền chuộc con tin cho các lực lượng cực đoan, trong đó có IS. Nghị quyết trên cũng yêu cầu tất cả các quốc gia đóng băng các khoản tiền kiểu này. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin vắn đáng chú ý. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi chính toa của một đoàn tàu hỏa bị trật đường ray ở bang Karnataka, miền nam Ấn Độ vào sáng nay. Tai nạn xảy ra sau khi đoàn tàu khởi hành từ thành phố Bangalore khoảng 1 tiếng rưỡi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Giới chức địa phương lo ngại con số thương vong có thể còn gia tăng. Đến hôm nay, đội tìm kiếm cứu hộ tại vùng lãnh thổ Đài Loan đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của chuyến bay GA-235 của hãng hàng không TransAsia bị nạn hôm 4 tháng 2 vừa qua. Như vậy, có 43 trong tổng số 58 người có mặt trên chuyến bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Các dữ liệu ban đầu từ hai hộp đen cho thấy đã xảy ra sự cố về nguồn điện ở một trong những động cơ của máy bay sau khi cất cánh. 4 công nhân đã bị thương sau khi một thang máy bị sập trên công trường thi công đường hầm quốc lộ 99 tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ vào hôm nay. Tai nạn xảy ra khi khung thép chịu lực của thang máy bị gãy, khiến các công nhân rơi từ độ cao khoảng 8 mét giữa lúc họ đang làm việc bên trong lòng thang máy. Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra. Trong không khí rộn ràng của mùa lễ tình nhân Valentine, Thái Lan đang tổ chức cuộc thi khiêu vũ dành cho các đôi uyên ương nhằm phá vỡ kỷ lục thế giới về cặp đôi khiêu vũ trong thời gian lâu nhất. Vào đến vòng chung kết hôm nay có 10 cặp đôi của Thái Lan và người nước ngoài. Mục tiêu của họ là vượt qua kỷ lục thế giới mà cặp đôi người Mexico lập được năm 2008 với thời gian nhảy là 35 giờ đồng hồ. Quy tắc của cuộc thi này là các đôi phải nhảy liên tục theo 3 điệu Vals, Cha-cha-cha và Rumba. Cái khó là các đôi không được dừng chân, họ chỉ có thể dừng lại nghỉ khoảng 30 giây vào lúc chuyển nhạc và nghỉ 5 phút sau mỗi giờ nhảy. Cặp đôi chiến thắng sẽ được số tiền thưởng 6.135 đô la Mỹ và một nhẫn kim cương. Dự kiến cuộc thi này sẽ bế mạc vào 5 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. We'll be right back.